Mới không gặp mà bây giờ cao rồi. Em mà họ xoay rồi, nhưng mà họ xoay rồi. Wow, họ xoay à. Nhưng mà giờ đây chạy nữa. Đến mặt chừng. Mà sao giờ chưa ăn? Trời, sếp cũng phải nấu ăn nè. Lâm Tổng, hôm nay chưa chỉ chạy à? 你在开直播啊？不是，我拍视频。哦。对不起，不知道问了你，你赶紧过来。你那边怎么了？怎么了？我不背了，行。你好不？今天去哪里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 ？今天
á, chồng Phương ăn đi ăn sinh nhật cũng hơi xa, cách nhà Phương chắc khoảng 20 cây số. Con của dì thì có nhà hàng, thì đến nhà hàng của con dì ăn sinh nhật luôn. Thì thấy tụi Phương đi ăn sinh nhật mà không đem quà gì hết đúng không? Thì sinh nhật người trong nhà thôi, cho nên là cũng không cần quà cáp, chỉ cần một hồng bao là được rồi. Thì hôm nay đưa mọi người đi ăn sinh nhật, xem thử là sinh nhật ở bên này đã những món gì nhỉ? Có khác gì với Việt Nam không? Thế thôi. Hôm nay trời lạnh cho nên là cũng ít ra ngoài. Ít có dịp ra ngoài. Chiều tối rồi. Bây giờ đây thì cũng hơi trễ rồi. Anh con của dì nói tụi Phương là 3 giờ đến chơi mà bây giờ 6 giờ rồi mới đi. Năm ngoái đi là 2 giờ, đi đến tận 12 giờ khuya mới về lận. Thường đến sớm thì đánh mặt trượt, xong rồi ăn uống, xong rồi đánh mặt trượt, rồi lại ăn uống. Chứ cũng không có phải là như ở Việt Nam mình thì sẽ ngồi hát karaoke rất là vui. Còn bên này thì đi tiệc gì cũng im ắng, chủ yếu là đánh mặt trượt thôi. Cho nên là tụi Phương cũng không có đến sớm. Đúng ra là hôm nay đi thì nên gọi xe đi hơn là lấy xe. Tại vì đi mấy cái tiệc như thế này chắc là sẽ có uống một ít. Mà ở bên này uống chỉ uống một tí thôi là không dám lấy xe rồi. Cho nên là tối nay mà chồng Phương uống thì phải gọi ở bên này gọi là một người lái xe hộ thì gọi cái người đó sẽ đến lái xe về cho mình. Chứ không có uống vào là không có dám lái xe. Có thể là phạt rất là nặng, có khi là phải ngồi tù lận. Mấy hôm nay ở bên Trung Quốc thì khá là lạnh, như mọi người thấy ở trên báo đài nói là có những chỗ âm 45 độ lận. Thì năm ngoái cũng cái vào thời gian này mà Phương mới qua thì Phương chịu không nổi vì quá là lạnh. Nhiệt độ ở Quý Châu vào đợt này thì tầm khoảng âm 3 đến 10 độ. Thì so với những khu khác như vậy thì không thể gọi là lạnh được đúng không? Ở Việt Nam mình thì có thể là nói là lạnh nhưng mà nên so với Quý Châu thì so với Trung Quốc thì không thể nói là lạnh. Như đợt vừa rồi Phương đi Bắc Kinh hay là đi đến Thái Nguyên thì quá là lạnh, âm 9 độ mà chịu không nổi. Nên là giờ ở Quý Châu thì thấy còn đỡ. Hôm nay đi sinh nhật gì thì cũng lâu rồi mới có dịp gặp lại bà con ở bên dì của chồng Phương. Nói chung cũng khá là bận. Từ cái đợt đám cưới đến giờ thì ai cũng làm việc nấy, nói chung ai cũng làm việc hết cho nên là không có tụ tập lại nhiều. Vừa rồi anh con dì thì cũng mới mở nhà hàng đây. Thật ra thì anh cũng có trước đây cũng có làm nhà hàng rồi nhưng mà cái cơ sở này thì mới mở. Mà từ đợt mở đến đợt này cũng 5-6 tháng rồi mà tụi Phương chưa có đến thăm. Tại vì đợt mà anh khai trương mời thì tụi Phương đi làm đám cưới. Đám cưới xong rồi về Việt Nam. Sau đó thì cũng khá là bận cho nên là chưa có đến thăm. Bây giờ cũng hơi ngại. Trời ơi, kẹt xe quá chừng luôn. Vào cái giờ này người ta đi làm về cho nên là nó quá là... bây giờ người ta đi làm về cho nên là kẹt xe quá chừng, đi nãy giờ mà chưa có tới được. Ở Tuân Nghĩa, Quý Châu, nơi Phương ở thì thành phố mới. Chỗ Phương ở thì khu cũng mới, quy hoạch đường xá khá là rộng, ít khi kẹt xe. Nhưng mà hôm nay đi xui quá trời, kẹt xe.
kẹt xa quá trời luôn. Mình cũng đang gấp nhưng mà kẹt xa, đây có 20 cây số mà nãy giờ chưa tới nữa. Không biết là đến thì đồ ăn có còn không hay là mọi người vào ăn tiệc rồi. Thì hy vọng là Phương đến kịp chưa vào tiệc để mà có thể qua cho mọi người xem là bàn tiệc ở bên này như thế nào. Ủa, ở bên ngoài đẹp quá. Đây là khu này là khu bao phòng. Chỗ này mà, xin chỗ này mà. Wow, ở bên ngoài đẹp quá. Chỗ này là cái khu làm tiệc lớn, tiệc cưới nè. Sao gì? Sao gì? Thì lại là hai đi hả chứ mà. Lại là ở chỗ nào? Của mình chỗ chỗ nào đi? Hả? Của mình chỗ chỗ nào đi? Ở chỗ bên. Ở chỗ bên. Ở chỗ bên. Ở chỗ bên. Hai bên này. Wow, đẹp quá, hợp thân. Wow, đẹp quá. Hôm trước mình làm tiệc cưới thì anh chưa có làm xong nhà hàng. Bây giờ đến đây thì thấy đẹp quá. Phía ngoài này, khu này là khu làm tiệc. Còn thường thì trời lạnh thì sẽ bao phòng như thế này. Ê, hình như là mọi người đang ngồi ăn ở trong này. Đây là mới không gặp mà bây giờ cao rồi. Wow, hồng xoay à. Không biết à. Khai sao mà, khai sao mà. Khai sao mà. Sao bằng yêu. Đá ra khu. Sao bằng yêu. Lấy mà, lấy mà, lấy mà. Đó, thì mọi người thấy không, bên này đến sớm thì đánh mặt trường như vậy đó. Sao gì? Xuân đi học trường mấy chiều này là? Ừ, rất là học trường. Học trường là chiều à, nhưng mình chiều à. Hả? Nhưng mình là chỉ chiều số, chỉ muốn mình chiều à, nhưng mình. Đúng rồi, hay mình có thời gian đi chơi. Có à, chơi phải phiền mà. Chứ hôm qua mình hơi, mình hơi về nán, rồi có tiền nán. Yêu khi là gì là nào? Anh gì? Thằng nào khai sao đấy? 我给你拍一个，这是我说我有王龙，没有王龙，有的有的，能看这里知道吗？南山大佛，跑的很多，北京，在北京，天安门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 ，天安
啊，成都，好吃。啊，我带他们去玩越南人来玩，然后拍视频。你们赚到钱了吗？大姨，生日快乐！大姨。姐姐。Gì nói là Phương biết kiếm tiền rồi, đến Trung Quốc biết kiếm tiền rồi. Xem xong mấy cái video mà Phương đi chơi thì dì cũng chúc mừng, nói Phương là biết kiếm tiền rồi, cũng được đi đây đó nữa. Có đây không anh? Woo, tôi ở đây. Chị lại, thấy chăng là đến mặt trời. Tôi thì hơi tệ ở bên này năm trời rồi mà đi bến mặt trời. À, một trong một phòng mà có mấy bàn bến mặt trời như vậy. Nguyễn Thăng ở đây hai bàn, ở đây thêm mấy bàn nữa. Đẹp quá à. À, chưa vào tiệc thì Phương sẽ đi xem nhà hàng thử. Đẹp quá. Mà hình như thấy cũng đông khách. Hình như cũng đông khách. Giờ thì Phương sẽ đi vào nhà bếp xem thử. Mình ít khi có dịp vào một cái nhà bếp của một cái nhà hàng sang trọng thế này. Anh như là đang nấu ăn. Dạ, hầu tôi mình xin mời. À, mà sao nó có sữa ăn à? Mà sao có sữa ăn?
Trong nhà bếp rất là sạch sẽ, ai cũng mặc đồng phục thì nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Mình thấy được đầu bếp nấu ăn sạch sẽ như thế này nên là cũng sẽ yên tâm hơn. Nhân viên ai cũng nhìn Phương hết. Đẹp quá à. Nhà hàng anh mở cũng sát vào cái ngày Phương đám cưới luôn, cho nên là không dám đặt tiệc ở đây, sợ là không có làm kịp, cho nên là không đặt tiệc ở đây. Chứ còn nếu mà đặt tiệc ở đây thì cũng khá là ổn áp. Anh con của dì thì trước đây là một đầu bếp cho một nhà hàng lớn. Thì anh làm ở, nghe nói là anh làm ở nhà hàng đó cũng khá lâu. Thì ông chủ có cho cổ phần, nhưng mà sau rồi thì nói chung là làm lâu ngày thì tay nghề cũng lên. Rồi anh đi ra mở nhà hàng riêng. Lúc mà mở cái nhà hàng này thì anh có gọi cả nhà đầu tư, nói chung là gọi mấy cậu, mấy dì, rồi tụi Phương nữa. Con nói chung là con cháu trong nhà cùng nhau đầu tư để mở nhà hàng. Nhưng mà lúc đó thì tụi Phương cũng bận trong cái việc tổ chức đám cưới, với lại cũng lo nữa vì mọi người biết là đợt này kinh tế cũng khó khăn, cho nên là đầu tư gì mình cũng phải rất là đắn đo. Mà đầu tư vào một cái nhà hàng lớn như thế này thì cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, cho nên là tụi Phương cũng khá là phân vân không có đầu tư. Nhưng mà hôm nay đến đây nhìn nhà hàng như thế này thì cũng có một chút hơi tiếc là không đầu tư. Nhân viên từ đầu bếp đến phục vụ rất là chuyên nghiệp luôn. Đồ ăn thì bắt đầu lên dần dần rồi. Bây giờ Phương sẽ đi qua nói chuyện với ông chủ xem thử là, hỏi thử là hôm nay ông chủ sẽ mời ăn bao nhiêu món nha. Lương tổng, hôm nay chủ chính tại à? Bây giờ khai trực bộ à? Không phải, tôi phát truyền. Ồ. 给把越南朋友介绍一下这里今天吃什么菜贵州的土酒茅台酒茅台酒吗茅台正产的哦好多人知道茅台酒哦嗯酱酒酱酒酱酒酱酒看一下今天吃这个菜上完了吗快了还有快了那是自己做的对啊全部吗对啊全部是你一个人做吗是吗太厉害了啊太厉害了<笑> xem thử là hôm nay có những món gì, có khá là nhiều món lạ nè, món này khá ngon nè. Thôi mọi người hãy nhìn video đi. Đồ ăn hôm nay thì cũng Phương thấy là cũng ít dầu hơn là ăn ở ngoài, chắc còn vài món nữa. Món trứng bắc thảo này ăn cũng khá ngon nè, thanh đạm không có quá là nhiều dầu. Rồi xào, hình như là có lẩu nữa, đằng kia thì vẫn thấy có lên rau. Đây là món gì? Gỏi á, gỏi hẹ với lại rau thơm. Món này thì không biết, còn món này thì khá là đặc sắc nè. Gỏi cây diếp cá, nguyên cả cây luôn. Thêm một món nữa, tô phù. Hôm nay thì hai bàn, bên này một bàn, với đằng kia một bàn nữa. Mọi người chưa tới đủ, cho nên là ai đánh mặt trượt thì vẫn đánh mặt trượt, rồi đợi thêm các bạn viên khác. Đồ ăn thì lại sắp xong rồi. Ở đằng này thì có thêm một món cá lúc nãy mình chưa thấy nè, với lại một bát bánh. Bàn bên này thì bàn dành cho những ai không uống rượu, và bên kia là bàn dành cho những ai uống rượu.
Bây giờ thì đồ ăn đã lên xong, qua cho mọi người xem một lần nữa là có những món gì nha. Mọi người biết món này là món gì không? Đây là món ba ba. Phương thì không biết ăn món này. Lần trước thì ăn với bạn nguyên cả con thì hơi ghê. Nhưng mà khi người ta chặt nhỏ như thế này thì mình sẽ không thấy nữa nè, đỡ ghê hơn. Có thêm lẩu. Bàn tiệc thì sẽ tự quay như vậy đó. Đến ai thích ăn món gì thì gấp. Nếu mà qua lượt thì đợi lần tiếp theo. Thôi bây giờ Phương sẽ ăn tiệc thôi. Bạn bên kia đang còn lấy rai thì bạn bên này mấy chị em đã ăn xong rồi. Nhưng mà đồ ăn còn khá là nhiều. Thiệt là lãng phí quá, đồ ăn còn nhưng mà đem bỏ hết. Không cắt lại mà bỏ hết. Đi ăn tiệc nào ở Trung Quốc thì vừa cũng thấy người ta ăn không hết thì người ta đổ ở trước mặt mình luôn, chứ người ta không có đem vào trong rồi mới đổ. Lãng phí quá. Thậm chí là có những món chưa đụng đũa vào luôn. Ăn xong thì mấy dì về trước, còn mấy bạn trẻ thì ngồi lại chơi. Ăn uống xong thì mấy chị nữ về trước, còn mấy chị nam thì muốn lên ra, cho nên là Phương sẽ về nhà cậu của chồng Phương. Rồi tí nữa thì chồng Phương sẽ đến nhà cậu, với lại nhà Phương cũng gần nhau. Buổi tối nó ngoài lạnh quá. Tí nữa thì không biết là chồng Phương sẽ về như thế nào, đặt xe, đặt người lái xe về hay là tự về không biết nữa. Nhưng mà giờ mọi người về hết Phương ngồi đó thì cũng không có vui lắm, cho nên là thôi mình về nhà để chơi. Đang đi với con của cậu nhưng mà bạn nữ này ngại quá, không muốn lên, không muốn lượt mặt. Đi mua một ít đồ ăn vặt về ăn khuya. 10 giờ rồi. Tại sao không? Bạn nhỏ này lúc Phương mới qua thì Phương có dạy bạn này một ít tiếng Việt. Bây giờ thì ngại quá rồi. Ở trước mỗi khu chung cư đều có những cái quầy bán trái cây vậy nè. Không hiểu mà. Người ta cắt mía nhìn gọn ghê mà không biết có mềm không. Đây là mợ ba. Xem bức ảnh. Không thì nào. Cuối cùng thì tụi Phương đã về nhà. Bây giờ là 12 giờ đêm. Ông này thì lái xe không nổi nữa, phải cậu chở về. Cậu chở chồng Phương về. Rồi đi đón Phương luôn. Phương làm video đi du lịch hơi bị lâu cho nên là ít ra video vlog hàng ngày, nhưng mà đầu tư thời gian nhiều nhưng mà cảm thấy là không hiệu quả lắm, khi mà những cái video du lịch của Phương thì không có nhiều lượt xem, cho nên là với lại Phương ra video cũng không được đều, cho nên là tao nói bắt đầu điên luôn á, lấy cái chìa khóa xe mở cửa nhà mà đứng nữa mở cửa nãy giờ. Nói thì không chừng nghe. Đưa chưa giao sở mà. Ta khai cho mặt khai mảnh mà. Lấy chìa khóa xe mở cửa nhà. Bó tay luôn. Hả? Nói chừng mặt này không chưa giao sở thì khai mảnh mà. Bọn nghĩ sao mà lái chìa khóa xe đi mở cửa, nói là buổi không chịu nghe, uống một tí thôi là xỉn rồi.
chồng Phương thì không có uống bia, không có biết uống rượu bia, mà cộng thêm rượu bia này thì rất là mạnh nữa, cho nên là uống một tí là xỉn. Thấy học không? Xỉn rồi, không chịu cho quay. Mấy hôm nay thì Phương làm video hơi chậm, tại vì những cái video đi chơi thì Phương edit hơi lâu. Những cái điểm đi chơi thì Phương muốn giới thiệu kỹ một chút cho mọi người, cho nên là Phương làm hơi lâu. Cho nên là như vậy cũng ảnh hưởng đến cái lượt view. Lâu quá không ra video thì ảnh hưởng đến lượt view rất là nhiều. Mặc dù là đầu tư thời gian làm nhưng mà cảm thấy không hiệu quả lắm. Chắc là Phương sẽ cố gắng ra video thường xuyên hơn. Chứ còn làm như thế này mất nhiều thời gian mà cũng không hiệu quả. Nhưng mà rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng Phương ở trên mỗi video. Thì hôm nay Phương sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye bye.